vậy? Mỗi lần luyện tập tao kêu mày đi luyện tập mày không luyện. Nó lúc nào vậy? Tao đi cái mày làm tao tát rồi. Chứ bây giờ mày giờ người ta đi ngủ luyện tập cái gì không biết nữa. Ngủ cái gì mà ngủ? Mày phải cố gắng luyện tập lên để chúng ta còn thành rồng nữa chứ à. Anh tập đi em đi về em ngủ à. Nè, nói mày hoài sao mày chẳng nghe. Mai luyện tập sao mày cũng lớn khôn. Ta cùng nhau quá thân thành rồng. Cùng nhau bay đi một vườn cấp chôn. Mày không nghe, mày cứ lì hoài. Biểu làm sao mà quá thành rồng. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Ông trời sinh ra chúng tôi hai thằng đẹp lung linh diệu quyền luôn. Vậy đó mà nỡ lòng nào con người tạo ra các chất độc để cho hai anh em chúng tôi hử phải và trở nên biến dị. Lúc nào cũng xà nẹo như thế này làm sao tôi chịu nổi. Để những lúc tôi vui cười. Hết buồn hết vía à. Hồ bay. Đó, làm sao tôi chịu nổi cái cảnh tượng này đây? Làm như tôi đang nói với không khí hay sao ta? Trời ơi, mày ngủ nữa hả? Vậy luyện tập nè. Ôi cái giờ ta ngủ luyện tập cái gì không biết nữa à. Ngủ cái gì mà ngủ? Đứng lên luyện tập. Thôi anh luyện đây, tôi về tôi ngủ á. Nó, mày cứ như vậy hoài tao sẽ cắt đứt tình anh em với mày. Bộ anh tưởng tôi muốn sống chung với anh lắm hả? Vậy thì mỗi đứa một nơi. Được, đi thì đi. Đi à! Anh đi đường nào? Tao đi đường này. Đi à! Phải tìm cách thôi chứ. Mình phải chán cảnh sống này lắm rồi đó. Suy nghĩ. Có rồi hả? Tao có rồi. Lại đây. Cách gì? Muốn tách ra thì chúng ta phải quá rồng. Đúng rồi. Mà quá rồng thì chúng ta phải có ngọc. Đúng. Em có còn nhớ Tiết Giao đoạt ngọc và Hồ Nguyệt Cô quá cáo không? Hồ Nguyệt Cô quá cáo. Phải. Em biết rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt Tiết Giao. Bắt Tiết Giao về tế mà hay gì? Chứ bắt ai? Phải bắt con cáo tinh về lấy ngọc của nó à. Lúc đó hai anh em chúng ta sẽ nuốt vào phân thân quá thành rồng mà không cần tu luyện. Mình ở trong nhà hết á, không có cho mình đi đâu hết. Mẹ nói là trong người của mình đang gìn giữ một viên ngọc rất là quý của dòng họ Cáo để lại. Nhưng mà mình thấy một điều là không khí ở bên ngoài rất là đẹp. Ôi bầu trời trong xanh đẹp quá. Ôi các anh chị không khí ơi, không khí ơi, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Chú là ai? Hai đứa tao là hai con thuôn luồn tinh. Nghe tao nói, ngươi đang giữ viên ngọc ngừ đúng không? Giao ngọc ngừ ra, nếu không ngươi sẽ chết. Không, không bao giờ. Chú không thể nào cướp ngọc của con được. Bởi vì con đã tu luyện 100 năm rồi. Được. Ẩu. Ẩu, ẩu. Mày ẩu. Mày ẩu. Ẩu. Mày ẩu. 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 Anh. Trời ơi, nó con nít tự nhiên quánh nó như vậy. Nó ghét nhất cái chữ ẩu của nó đó. Nó là con nít. Từ từ dạy bảo nó
Con. Dạ. Nói nghe nè, con ẩu hai tập xém chết rồi. Đây là chung kết, đừng có ẩu nữa nha con, ẵng đi. Ẩu. Giờ tao mới thấy mày đúng là anh em của tao đó. Giao Ngọc đây. Biết điều thì giao Ngọc ra. Đưa đây. Vậy thì mày phải chết. Hay da, hãy xem tông lực của con đây. Trời ơi. Lùi cho ăn no té. Nên nói bậy. Mày nói cái này là lọt vô dòng nguy hiểm liền. Dòng nguy hiểm mà. Phải. Chỉ còn là trong kỷ niệm. Thời gian trôi qua mau. Thời gian trôi qua mau. Chỉ còn lại những kỷ niệm. Mà nếu yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, nhớ mãi bạn bè, nhớ mãi, mãi trường xưa. Đưa Ngọc Ngừ ra đây. Ép nó đi anh. Được. Hồ đá đè. Rồi.